Chào các em, hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trong 145 trong sách giáo khoa sinh học 7. Đề bài, thảo luận, nêu những đặc điểm chung của lớp chim. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy nhớ lại bài 44, đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim trong sách giáo khoa sinh học 7 trong 143, phần 2, đặc điểm chung của chim. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết. Những đặc điểm chung của lớp chim. Đầu tiên là động vật có xương sống. Thứ hai, cơ thể có lông vũ bao phủ. Thứ ba, chi trước biến đổi thành cánh. Thứ tư, có mỏ sừng. Thứ năm, tim bốn ngăn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi. Thứ sáu, trứng lớn, có vỏ đá vôi bao bọc, được ấp nở thành con nhờ thân nhiệt bố mẹ. Thứ bảy là động vật hằng nhiệt. Như vậy, hôm nay cô và các em đã cùng nhau trả lời xong câu hỏi thảo luận số 2 trong 145 trong sách giáo khoa sinh học 7.